12 luật nhân quả trong cuộc đời. 1. Sẵn lòng cho đi sẽ khiến phúc báo càng ngày càng đến nhiều. 2. Người biết cảm ơn sẽ khiến thuận lợi càng ngày càng nhiều hơn. 3. Hay giúp đỡ người khác thì quý nhân sẽ càng ngày càng nhiều. 4. Người hay phàn nàn sẽ càng ngày càng có nhiều phiền não. 5. Người biết đủ, biết thỏa mãn sẽ càng ngày càng có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc. 6. Người chỉ biết trốn tránh thất bại, thử thách thì thường thất bại càng đến nhiều hơn. 7. Người biết chia sẻ với người khác sẽ càng ngày càng có nhiều bạn. 8. Người hay giận dữ, bực bội, bệnh tật sẽ sinh ra càng ngày càng nhiều. 9. Ưa thích chiếm tiện nghi sẽ khiến cuộc đời càng ngày càng khốn khó. 10. Người hay dùng tiền tài giúp người khác, phú quý sẽ đến nhiều hơn. 11. Người chỉ yêu thích được hưởng phúc thường sẽ bị nhiều khổ đau. 12. Người chăm chỉ học tập sẽ khiến trí tuệ ngày càng phong phú.